Đó, cá nha các bạn. Báo cá nha anh em. Trời ơi, con có chấm. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ủ bắp để câu cá chép, cá chấm nha các bạn. Thì tuần này mình đang tính đi săn hàng cá chép và cá chấm, thì sẵn tiện đây mình làm cái bài bắp này, thì sẵn tiện mình hướng dẫn và chia sẻ lại cho tất cả mọi người cùng xem nha. Nếu mà có lên cá thì các bạn có thể áp dụng, các bạn có thể câu thử nha. Thì hiện tại đây là mình đang có là 1 ký bắp, bắp luộc nha các bạn, bắp sống nha, bắp sống rồi luộc 20 phút nha. Đó, cho nó, đây là bắp vừa nó chớm già nè, có hạt bể và hạt nguyên nha các bạn nha. Này vừa câu vừa xả nha các bạn. Cái bắp này các bạn thích hợp mà các bạn câu đài và với lại câu đăng xê luôn, hai cái luôn, hay là các bạn thích mà là làm câu lục xả ổ cũng ok nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vô phối mồi nha. Đây là cái sữa chua Vinamilk lại mà có đường nha các bạn. Mình sẽ dùng một hộp thôi là ok rồi nè. Mở ra cho nó nhanh. Đó, một hộp sữa chua Vinamilk có đường nè. Bạn chế hết một hộp vô đây luôn. Cho 1 ký bắp nha các bạn. Tuần này mình sẽ đánh 2 cần. Một cần là mình sẽ đánh bắp để săn hàng, cá chép và cá chấm. Và một cần mình sẽ đánh đài câu phi trôi. Đó. Hy vọng nha. Hy vọng tuần này sẽ có cá để mà quay cho mọi người xem. Chứ tuần vừa rồi á, mình đi câu mà gặp trời bão quá, mà chúng ngay cái ổ cá mè vô pháo quá, mình không dám quay lại cho mọi người xem. Quay lại nữa sẽ video nó sẽ không được vui cho lắm. Câu đài mà có mè quấn ổ luôn, mười mấy người luôn, giật còn có mè không, mình ngộp luôn mà. Đó, thì trong đây là mình đang có là khoảng ở chừng nửa ít nước thôi, để cho bắp chúng ta nó lên cái độ chua. Khi ta ủ 3 ngày các bạn câu được rồi, 3 ngày là ok. Thì sẵn tiện đây giới thiệu với lại mọi người, mình mới làm một cái chai nước cam mới nè, nước vàng cam mới nè. Mình cũng chưa có đi test lần nào hết trơn á. Thì hôm nay mình làm thử nè, là mình trộn về thử nè. Rồi mình sẽ đi tuần này á, thứ bảy này mình sẽ test tới ngày chủ nhật luôn, là test một ngày và một đêm luôn ở cái hồ bán tự nhiên á. Hồ đó có nhiều cá chép, cá chấm lắm, và có cả cá chấm đen luôn. Thì không biết là nó có ăn cái mùa thời tiết bão này, biết cái cá nó có ăn bắp hay không. Nhưng mà mình cũng hy vọng là với cái bài mồi này mình sẽ đánh được vài con cá chấm hoặc cá chép gì đó to to để quay mọi người xem. Chứ đi câu hoài mà móng hoài thì cũng không được vui các bạn nha. Hy vọng cái chai nước cam vàng này á, nó sẽ hiệu quả đối với lại cá chép và cá chấm nha. Và cá trôi, có khi có cả cá đu phi luôn. Đu phi mà loại là phi là to mới ăn được hạt bắp. Đó, bây giờ mình sẽ chế vào trong cái lon, cái hũ sữa chua này nha. Thì mình cho khoảng ở chừng tùy thích nha, 1 ký thì các bạn cho khoảng một hũ sữa chua nước cam vàng. Đó, cho một hũ nước khi cho cam vàng, mình sẽ ủ lại. Đó, ok chưa? Đó, xong rồi đó. Đây là nước mình mới vừa làm nè, nó không biết có hiệu quả hay không. Đó, mình sẽ trộn đều và bỏ trong cái hũ á các bạn, mình ủ lại. Và đến tại điểm câu á thì mình sẽ chắc hết cái phần nước này ra, mình cho thêm một ít cái chai nước cam vàng này vô nữa, ủ lại trong vòng 30 phút, rồi xong rồi mình sẽ bắt đầu xả ổ và câu. Hy vọng sẽ có cá để quay cho mọi người xem nha. Thì cái mùa này bây giờ hiện tại không biết là sao, anh thấy nó bão, nó vô á, bão vô mấy ngày nay liền, mưa quá trời mưa luôn. Trời nó đang âm u các bạn à, sáng giờ mình đi làm về mưa quá trời mưa luôn, ướt nhẹp luôn. Đó, ngon lành chưa nè. Ok,
Thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái hũ đó, mình sẽ ủ bỏ trong hũ và đậy kín lại, và chờ đến cái ngày hôm nay là thứ mấy ta, hôm nay là thứ năm rồi, hôm nay là thứ năm, ngày mai 61 thứ bảy, chứ còn 2 ngày nữa thôi, chiều thứ bảy là mình sẽ bắt đầu đi đi ở một cái hồ mới. Hồ đó có nghe nói là mới bồi cá, có tên là hồ Giao Thông. À, chạy qua khỏi cái đèn tư đỏ Cẩm Mỹ chút xíu là tới nha. Mình cũng chưa đi cái hồ đó bao giờ hết, thì tuần này, hy vọng tuần này mình sẽ đi và sẽ có một vài con cá gì đó to 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 hấp dẫn để quay cho mọi người xem. Chứ từ ngày mình mua cái cần bây giờ mình chỉ câu được con chép 3 ký à, chứ mình chưa câu được con cá nào to hơn con cá đó hết. Mình cũng hy vọng là bắt được con cá nào nó to to hấp dẫn để sẵn tiện mình test luôn cái cần để coi nó có đúng như lời quảng cáo hay không, câu được cá to hay không, có khủng không các bạn. Báo cá nha các bạn. Báo cá nha anh em. Trời ơi con có chấm. Nó to. Chấm trắng các bạn ơi. Ôi trời. Chấm trắng các bạn ơi. Khủng lắm. 3-4 ký vậy. Chết mày, tao tính đắng rồi. Nổi đầu luôn rồi. Đổi cho đầu thứ 5. Bao cá các bạn ơi. Giờ sao đây ta. Rồi đứt. Gãy lưỡi các bạn ơi. Gãy lưỡi rồi. Trời trời. Có tiếc. Cái gì vậy trời. Có vật là không có rồi. Không có khủng không nha các bạn. Ok. Thì hôm nay mình làm cái video ngắn này sẵn tiện mình chia sẻ lại cho mình cách mình ủ bắp để câu cá chép chấm hiệu quả chứ làm. Và nếu các bạn yêu thích cái video của mình thì cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ về video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vui vẻ và tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại các bạn.